Rạng sáng ngày 28 tháng 6, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua Bắc Bộ kết hợp với hội tụ gió trên cao, miền Bắc có mưa rào và dông rải rác. Riêng các tỉnh thuộc khu vực phía Tây Bắc Bộ có mưa trên diện rộng, sinh lũ khá lớn trên thượng nguồn sông Hồng thuộc địa bàn của tỉnh Lào Cai. Tuy nhiên, lượng mưa không đồng đều, phổ biến từ 15 đến 35mm. Một số nơi mưa nhiều hơn như Mường Khương, tỉnh Lào Cai là 37,4mm, Mường Lai 45mm, Mường Tè 56mm thuộc tỉnh Lai Châu. Đặc biệt trên lưu vực thượng nguồn sông Hồng thuộc Trung Quốc cũng có mưa lớn. Mưa năm nay là đến sớm và đã xuất hiện nhiều đợt mưa vừa đến mưa to tính từ đầu tháng 5 đến nay. Tuy nhiên là do các cái hồ chứa phía thượng nguồn thiếu nước, nên đã xảy ra cái tình trạng coi như là các hồ chứa tích nước, nên coi như là lũ trên sông là hầu như là không có. Thì đến thời điểm hiện tại thì là hiện tại là các hồ chứa đã coi như là tích khá đủ nước rồi, nên có mưa lớn xảy ra thì các hồ chứa không tích nước nữa, nên lũ trên sông là xuất hiện và người dân cảm nhận là lũ muộn hơn so với mọi năm trước đây. Do mưa diện rộng nên nước từ thượng nguồn sông Hồng đổ về khá lớn tại đoạn chảy qua thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, cuốn theo nhiều củi rác. Lúc 11 giờ ngày 28 tháng 6, trạm thủy văn Lào Cai đo được mực nước lên đến 78m28, mức cao nhất tính từ đầu mùa lũ đến nay, và dự báo nước vẫn đang tiếp tục dâng cao trong những ngày tới. Hiện nhiều công trình xây dựng trên sông Hồng đang tích cực di chuyển thiết bị máy móc để tránh lũ, như công trình cầu Cốc Lếu, bờ kè dọc hai bên bờ sông Hồng tại thành phố Lào Cai. Thời tiết trong thời gian tới được cơ quan chức năng cảnh báo là rất khó lường, lũ bão trong những tháng tiếp theo sẽ liên tục xảy ra. Diễn biến về tình hình mưa lũ trong thời gian tới, theo nhận định của Trung tâm Khí tượng Thủy văn tỉnh Lào Cai thì năm nay sẽ là một mùa mưa lũ khá khốc liệt, mưa nhiều và lũ sẽ lớn xảy ra trên toàn bộ địa bàn của tỉnh Lào Cai. Đặc biệt là trên sông Hồng, từ đây đến cuối tháng 8 thì sẽ xảy ra khoảng 3 đến 4 trận lũ nữa. Tại công trình đang thi công cầu Cốc Lếu qua sông Hồng, đã có 3 nhịp phao chở cần cầu bị nước lũ cuốn trôi, cách chân công trình khoảng 1,5 km và bị kẹt vào bờ. Công ty thi công cầu đang tích cực vận chuyển phương tiện máy móc lên cao để phòng tránh thiệt hại. Ngoài ra, nhiều diện tích rau màu của người dân trồng dọc ven sông bị nước lũ gây hỏng nặng. Cơ quan chức năng địa phương cảnh báo người dân không được vớt củi, thu hái rau màu ven bờ sông bị ngập, chủ động áp dụng các biện pháp phòng tránh. Hiện đã tìm ra nguyên nhân gây nên tình trạng nghêu chết hàng loạt ở Bạc Liêu trong thời gian qua mà truyền hình Thông Tấn đã từng phản ánh. Ngày 28 tháng 6, thì ông Nguyễn Hoàng Giang, chi cục trưởng chi cục nuôi trồng thủy sản của tỉnh Bạc Liêu cho biết, theo kết quả xét nghiệm của Trung tâm Chẩn đoán Thú y Trung ương Cục Thú y, 3 trên 3 mẫu nghêu chết hàng loạt ở hợp tác xã Thắng Lợi đều dương tính với ký sinh trùng nội bào Pertussis. Đây là loại ký sinh trùng giống với loại virus gây chết nghêu ở Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh, Tiền Giang và Bến Tre trước đó. Đối với nghêu ở Bạc Liêu chết do nhiễm ký sinh trùng trên, có khả năng lây bệnh từ nghêu giống, vì nghêu giống nuôi tại đây có nguồn gốc từ Bến Tre. Ngoài ra, phân tích về mẫu nước bùn, còn phát hiện hàm lượng ammonia tổng số 0,453mg/1 lít và nitrit 0,079mg/1 lít trong môi trường nước rất cao và vượt ngưỡng cho phép theo quy chuẩn Việt Nam 08-2008 về chất lượng nước mặt 0,2mg/1 lít đối với ammonia và 0,02mg/1 lít đối với nitrit. Như truyền hình Thông Tấn đã từng phản ánh, đầu tháng 6 tại vùng bãi bồi ven biển của tỉnh Bạc Liêu, hơn 120 ha nghêu nuôi thương phẩm của hợp tác xã Thắng Lợi đóng tại xã Hiệp Thành, thành phố Bạc Liêu phát hiện nghêu nuôi chết đột ngột không rõ nguyên nhân, ước thiệt hại ban đầu là trên 10 tỷ đồng. Ngày 28 tháng 6, các nghiệp đoàn lớn ở Hy Lạp đã bắt đầu cuộc đình công kéo dài 48 giờ đồng hồ để phản đối biện pháp thắt lưng buộc bụng mới của chính phủ. Trong khi đó, thì khu vực sử dụng đồng euro cũng đang chuẩn bị phương án B, phòng trường hợp Quốc hội Hy Lạp không thông qua chương trình tiết kiệm chi tiêu mới. Các chuyến bay, chủ yếu là các tuyến nội địa đều bị hoãn, trong khi hệ thống xe buýt và những phương tiện công cộng khác đều ngừng hoạt động do đình công. Hiện ở thủ đô Athens, phương tiện giao thông công cộng duy nhất vẫn hoạt động là tàu điện ngầm. Trong khi đó, cảnh sát đang tăng cường các biện pháp an ninh để đảm bảo trật tự ở quảng trường trung tâm, khu vực bên ngoài trụ sở Quốc hội, nơi các đoàn người biểu tình sẽ hướng về. Những biện pháp an ninh đó chưa chắc đã mang lại hiệu quả. Chúng tôi sẽ kiên nhẫn, song chúng tôi không tin rằng những biện pháp đó sẽ hiệu quả. Cuộc đình công do nghiệp đoàn ADD phát động diễn ra trong bối cảnh Quốc hội Hy Lạp chuẩn bị bỏ phiếu thông qua gói biện pháp thắt lưng buộc bụng mới, vốn liên quan các mục tiêu về tăng thuế và giảm chi tiêu ngân sách, cũng như thành lập cơ quan chuyên trách để cổ phần hóa một số tài sản quốc gia.
Trong khi đó, một quan chức châu Âu giấu tên tiết lộ rằng khu vực đồng tiền chung châu Âu đang soạn thảo phương án phòng trường hợp Quốc hội Hy Lạp không thông qua gói biện pháp thắt lưng buộc bụng mới. Theo quan chức này, phương án B có thể tính đến việc tái khởi động quỹ ổn định tài chính châu Âu được lập ra để cứu trợ các nước thành viên Liên minh châu Âu rơi vào khủng hoảng nợ công nhưng sẽ hết hiệu lực vào năm 2013. Tuy nhiên, các nước Liên minh châu Âu khó chấp nhận giải pháp này nếu không có sự tham gia của Quỹ tiền tệ quốc tế và chương trình thắt lưng buộc bụng mới của Hy Lạp. Còn tại Thái Lan, Thủ tướng Abhisit Vejjajiva đang nỗ lực hoàn tất các công tác vận động tranh cử trước cuộc tổng tuyển cử vào ngày 3 tháng 7 tới. Đây thực sự là một thách thức không nhỏ đối với đương kim thủ tướng trước thế áp đảo của đảng Bua Thái trong cuộc đua. Tuy nhiên, theo giới quan sát, thì cánh cửa để ông Abhisit và đảng của mình duy trì quyền lãnh đạo đất nước vẫn đang rộng mở. Từ khi lên nắm quyền lãnh đạo chính phủ liên minh của đất nước Chùa Vàng vào tháng 12 năm 2008, Thủ tướng Abhisit Vejjajiva được đánh giá cao về cách thức điều hành nền kinh tế. Bangkok đã thành công trong việc chèo lái nền kinh tế vượt qua giai đoạn suy thoái năm 2010, bật mạnh tăng trưởng trở lại. Ngay cả trong những giai đoạn bất ổn xã hội gia tăng do các cuộc biểu tình của phe áo đỏ chống chính phủ, Thái Lan vẫn thu hút được một lượng lớn vốn đầu tư từ bên ngoài. Nhưng những thành tựu này không đồng nghĩa với việc ông Abhisit và Đảng Dân Chủ của mình có nhiều lợi thế trong cuộc bầu cử quốc hội tới đây. Nếu giờ là những năm 1990, ông Abhisit sẽ là một thủ tướng tuyệt vời và Đảng Dân Chủ chắc chắn sẽ thắng cử. Nhưng giờ đã là thế kỷ 21, mọi chuyện sẽ không dễ dàng như vậy. Ông Abhisit hiện đang phải đối mặt với sự chia rẽ ngay trong nội bộ lực lượng từng ủng hộ ông, gồm các tướng lĩnh cao cấp bảo thủ trong quân đội, giới quý tộc hoàng gia và phong trào Liên minh Nhân dân Dân chủ Thái Lan PAD hay còn gọi là phe áo vàng. Một bộ phận trong lực lượng này đang quay ra chỉ trích mạnh mẽ chính quyền của Thủ tướng Abhisit đã không cứng rắn trong xử lý vấn đề tranh chấp đền Brakpihia với Campuchia. Trong khi đó, đối thủ của Đảng Dân Chủ là Đảng Phue Thái với đại diện là bà Dinglok Sinvat, em gái cựu Thủ tướng Thaksin Shinvat, đang dẫn trước trong cuộc đua song mã vào Quốc hội. Và kết quả các cuộc trưng cầu dân ý trước tổng tuyển cử đều cho thấy khả năng Đảng Phue Thái thắng cử là rất lớn. Tuy nhiên, ông Abhisit và đảng của mình đang nỗ lực thu hẹp khoảng cách vào phút chót với sự điều chỉnh trong chiến lược tranh cử. Theo đó, Đảng Dân Chủ cam kết cải thiện đời sống nhân dân nhằm thu hút sự ủng hộ của các cử tri thuộc tầng lớp dân nghèo, tập trung đông ở các vùng nông thôn miền Bắc và Đông Bắc Thái Lan. Đây vốn là nhóm cử tri trung thành với cựu Thủ tướng Thaksin Shinvat. Ngoài ra, với các tuyên bố hòa giải dân tộc, duy trì ổn định để phát triển, Đảng Dân Chủ cũng muốn nhắm vào nhóm cử tri đang lưỡng lự, chưa quyết định dành sự ủng hộ cho phe nào. Đây không phải lần đầu tiên chiếc ghế thủ tướng của ông Abhisit bị lung lay, nhưng đến giờ ông vẫn đứng vững sau hàng loạt các vụ bê bối tham nhũng trong chính phủ, các phiên tòa chống lại Đảng Dân Chủ và phong trào biểu tình của phe áo đỏ. Mới đây nhất, Thủ tướng Abhisit đã vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm trong Quốc hội hồi tháng 3 năm 2011 với 249 phiếu ủng hộ và 184 phiếu chống. Chính phủ Nhật Bản vừa ban hành quy định mới về kiểm soát thực phẩm bị nhiễm chất phóng xạ ở các tỉnh chịu ảnh hưởng của sự cố tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1. Theo quy định mới, lệnh cấm tiêu thụ các loại thực phẩm như rau xanh hay hải sản bị nhiễm chất phóng xạ Seiji sẽ được dỡ bỏ về nguyên tắc nếu các xét nghiệm trong vòng một tháng liên tiếp ở ít nhất 3 địa điểm tại một thành phố đều cho thấy nồng độ chất phóng xạ này thấp hơn mức giới hạn. Trong khi đó, do có chu kỳ bán rã ngắn hơn, đối với phóng xạ iốt, thời gian cho kết quả tương tự chỉ là 3 tuần liên tiếp. Ngoài ra, chính phủ Nhật Bản cũng quyết định tiến hành các xét nghiệm phóng xạ đối với các loại thực phẩm mỗi tuần một lần ở 14 tỉnh thuộc các khu vực Đông, Đông Bắc và miền Trung nước này bị ảnh hưởng bởi sự cố từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1. Ngày 27 tháng 6, Bộ Ngoại giao Nga đã công bố những số liệu xác nhận tiềm năng chiến lược hiện nay của Nga và Mỹ. Động thái này diễn ra sau khi hai nước đã trao đổi thông tin với nhau theo quy định của Hiệp ước về cắt giảm vũ khí tiến công chiến lược mới, gọi tắt là START-2. Báo cáo ghi nhận, Mỹ hiện có 882 tên lửa đạn đạo với 1.800 đầu đạn hạt nhân đã được triển khai trên mặt đất, trên các tàu chiến, tàu ngầm và các máy bay. Số lượng tên lửa tương tự của Nga là 521 đơn vị với 1.537 đầu đạn hạt nhân. Số bệ phóng tên lửa đạn đạo của Mỹ và Nga lần lượt là 1.124 và 865 đơn vị. Trước đó, phía Mỹ đã công bố báo cáo về tiềm năng hạt nhân của Mỹ và Nga sau khi Washington và Moscow trao đổi thông tin liên quan hồi đầu tháng 2 vừa qua.
START mới quy định sau 7 năm thực hiện, số đầu đạn hạt nhân của Nga và Mỹ đều không được vượt mức 1.550 đơn vị. Số phương tiện đã triển khai và chưa triển khai để phóng tên lửa đạn đạo đều không được vượt mức 700-800 đơn vị. Bản tin thời sự tổng hợp của truyền hình thông tấn đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở những bản tin tiếp theo.